Chuyển sang phần tin tức quốc tế, giới chuyên gia cảnh báo cả lực lượng Nga và Ukraine đều có thể đối mặt với thách thức gây ảnh hưởng tới đà tiến của hai bên khi mùa thu tới. Thời tiết Ukraine đang chuyển sang mùa thu và vào thời điểm này, quốc gia Đông Âu thường xuất hiện hiện tượng bùn lầy. Một nhà phân tích của chuyên trang quân sự Reuters nhận định, bùn lầy dường như sẽ khiến tốc độ chiến sự chậm lại và gây ảnh hưởng tới cả Nga và Ukraine. Một khi mùa thu tới, lực lượng bộ binh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh việc tiếp tế hậu cần trở nên thách thức hơn. Hệ thống pháo và hỏa lực sẽ khó di chuyển để thực thi chiến thuật bắn rồi bỏ chạy. Điều này sẽ đẩy các hệ thống vũ khí của Nga và Ukraine vào mối đe dọa bị phản pháo cao hơn. Giới quan sát dự đoán, với nguy cơ phương tiện bị kẹt trong bùn lầy, cả Nga và Ukraine có thể sẽ thận trọng hơn trong việc điều khiển các phương tiện di chuyển trên các địa hình ở chiến trường. Họ có thể lựa chọn ở yên một chỗ hơn là đối mặt với rủi ro bị mất phương tiện do bị sa lầy xuống bùn. Thống kê của một tổ chức nghiên cứu cho thấy hỗ trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine đã giảm từ tháng 4 tới nay, bất chấp chiến sự giữa Kiev và Moscow vẫn diễn biến căng thẳng. Dữ liệu do Viện Kinh tế Thế giới Kiel ở Đức tổng hợp cho thấy, 6 nước lớn hàng đầu châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan không đưa ra bất cứ cam kết viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine vào tháng 7. Đây là tháng đầu tiên mà các nước châu Âu nói trên không cam kết hỗ trợ thêm cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng từ ngày 24 tháng 2. Viện trên cảnh báo đây là dấu hiệu cho thấy viện trợ quân sự cho Ukraine có thể đang suy yếu. Trong suốt cuộc xung đột, Viện Kiel đã vận hành công cụ theo dõi hỗ trợ Ukraine để thống kê và định lượng các hoạt động hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo quốc tế cho Kiev. Tại Đức, người dân đang gấp rút mua than đá để sưởi ấm trong mùa đông, bất chấp loại nhiên liệu này thải ra khí carbon và muội than độc hại. Giá khí đốt tăng vọt khiến nhiều người chuyển sang sử dụng các nhiên liệu có giá rẻ hơn như than đá, và điều này đang đẩy cao nhu cầu tiêu thụ than trên toàn cầu nói chung và tại Đức nói riêng. Nhiều nhà cung cấp than ở Berlin đang cạn nguồn cung khi nhiều ngành nghề tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, quay lại sử dụng loại nhiên liệu này. Giá than đã tăng hơn 30% trong mùa hè, nhưng vẫn rẻ hơn so với củi, vốn đã tăng giá gấp hơn 2 lần. Than đang thiếu hụt không chỉ ở Berlin mà trên toàn nước Đức, bởi vì các mỏ khai thác không kịp nhu cầu. Dù đa phần người dân dùng lò sưởi gas ở nhà, nhưng họ vẫn có bếp để có thể sử dụng than. Hiện tại, nhiều khách hàng phải đợi ít nhất 2 tháng mới được giao than. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn khi trời bắt đầu trở lại. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, Mỹ sẽ tăng cường cung cấp vaccine đậu mùa khỉ cho người dân nước này với 1,8 triệu liều bổ sung. Nhà Trắng cho biết, các liều vaccine đậu mùa khỉ Jynneos bổ sung sẽ có sẵn để đặt hàng bắt đầu từ ngày 22 tháng 8. Với phê chuẩn mới về định lượng sử dụng vaccine, 360.000 lọ vaccine do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ phân phối sẽ cung cấp thêm gần 2 triệu liều. Nhà Trắng đã công bố các bước nhằm cung cấp vaccine đậu mùa khỉ nhiều hơn cho các nhóm cộng đồng có nguy cơ cao và cho biết họ sẽ dành 50.000 liều từ kho dự trữ quốc gia để phân phối tại cuộc diễu hành tự hào của người đồng tính và các sự kiện khác. Sau đây là những thông tin công nghệ đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Apple được cho là đang đàm phán với một số nhà cung cấp để lần đầu sản xuất máy tính MacBook và đồng hồ Watch tại Việt Nam. Việt Nam đang dần trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của Apple ngoài Trung Quốc, với dây chuyền lắp ráp hàng loạt sản phẩm hàng đầu như iPad hay AirPods. Giới chuyên gia nhận định, động thái mới sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, vì Apple Watch có mức độ phức tạp cao và đòi hỏi nhiều công nghệ hiện đại. Apple cũng tiếp tục dịch chuyển hoạt động sản xuất iPad sang Việt Nam sau khi lệnh phong tỏa do COVID-19 ở Thượng Hải gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng. Nguồn tin giấu tên cho biết, Foxconn đang hỗ trợ tăng sản lượng iPad tại Việt Nam, trong khi Apple đàm phán với các nhà cung cấp để thử nghiệm lắp ráp với loa HomePod. Sinh viên kỹ thuật Cam Pilano đã trở thành người đầu tiên trên thế giới tạo ra một chiếc iPhone X với cổng USB-C có thể hoạt động như bình thường, bao gồm cả khả năng sạc và truyền dữ liệu thông qua nó. Sản phẩm được đấu giá lên tới hơn 100.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, trong khi nhiều người đã kêu gọi Apple trang bị cổng USB-C trên iPhone từ nhiều năm nay, dòng thiết bị này vẫn tiếp tục sử dụng cổng Lightning độc quyền của Apple. Trong khi đó, một số phiên bản iPad mới đã được Apple trang bị cho cổng USB-C thay thế cho cổng Lightning nhiều năm nay. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Trong mục điểm sách ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuốn sách gì hấp dẫn. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cuốn tự truyện bao gồm 7 chương, bắt đầu từ tuổi thơ và học sinh, sinh viên từ năm 1958 đến năm 1981.
đến trang cuối cùng, nói về thưởng thức cuộc sống, công việc với tâm thế thiện nguyện từ 2012. 7 chương tóm tắt cuộc đời của doanh nhân Tô Chính Nghĩa với 60 năm bươn trải thương trường, mà nổi bật nhất trong đó là quãng thời gian gắn bó cùng với Samsung Việt Nam với chức vụ giám đốc điều hành khu vực miền Bắc và miền Trung, đồng thời là giám đốc kinh doanh và marketing. Chúng tôi có thể nêu ra một vài trích đoạn như sau. Cuộc đời tôi được may mắn sống và trải nghiệm trong giai đoạn đầy biến động thay đổi của Việt Nam và thế giới. Tôi được sống qua hai thời khắc Y2K của thế niên kỷ 1000 và 2000, hai thế kỷ 20-21 và đặc biệt là sự kiện làm thay đổi thế giới, đó là sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu và Liên Xô, cách mạng công nghệ chuyển từ analog sang digital, từ thế hệ 2.0 đến 3.0 và đang chuyển sang 4.0. Tôi tự hào và vinh dự được trải nghiệm trong chiến tranh và hòa bình, làm việc trong công ty nhà nước và các tập đoàn đa quốc gia trong 23 năm, làm tư vấn và cả khởi nghiệp như founder kiêm CEO và nhà đầu tư. Khi còn đi làm toàn thời gian, tôi đã từng nói với vợ con rằng 95% những gì tinh túy nhất tôi đã dành cho công ty, bạn hàng và đối tác. Điều này đã giúp tôi chạm tới thành công trong sự nghiệp. Khi tôi chuyển sang thời kỳ tự do, tôi đã nói với vợ rằng anh sẽ dành 95% những gì ưu tú nhất của mình cho gia đình. Điều này giúp tôi cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự trong cuộc đời. Theo Bloomberg, dù nỗ lực không ngừng trong công tác xây dựng các chuỗi cung ứng toàn cầu, quá trình đưa các sản phẩm công nghệ vào sản xuất tại Việt Nam diễn ra tương đối chậm và nút thắt chính là cơ sở hạ tầng. Hiện đại hóa hệ thống đường bộ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong vài năm trở lại đây và minh chứng rõ ràng nhất là dự án đường cao tốc Bắc Nam đang được gấp rút thi công. Tuy nhiên, quá trình xây dựng gặp không ít khó khăn do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có diễn biến tăng giá chi phí nguyên vật liệu, gây đội vốn đầu tư. Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt hơn 34%, trong khi tới 90% nguồn vốn đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng tới từ nguồn ngân sách nhà nước. Bloomberg nhận định, Việt Nam hội tụ không ít lợi thế để bứt phá trong thời gian tới. Tuy nhiên, còn thiếu khả năng tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến một số quy định pháp lý, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh các dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Mới đây, các chuyên gia của công ty chứng khoán ACBS đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 với dự báo tăng trưởng cao nhất có thể lên tới 8,5%. Trong hai kịch bản tăng trưởng năm nay của ACBS, ở kịch bản lạc quan, tăng trưởng GDP có thể lên tới 8,5%. Còn trong kịch bản kém lạc quan hơn, khối phân tích dự báo tăng trưởng có thể đạt mức 6,8%. Các giả định chính bao gồm tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý 3 và quý 4. ACBS cũng điều chỉnh nhẹ kỳ vọng CPI năm 2022 sẽ tăng từ khoảng 3,5 đến 4,1% so với dự báo là 3,5 đến 4% trong báo cáo tháng trước và vẫn nằm trong mục tiêu của chính phủ là 4%. Một trong những rủi ro mà các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ là giá hàng hóa trên toàn cầu tăng, đặc biệt là đối với lĩnh vực thực phẩm, vốn vẫn chưa dẫn đến áp lực lạm phát lớn ở Việt Nam như nhiều nước khác. Tổng cục Thủy sản cho biết trong giai đoạn vừa qua, Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã duy trì liên lạc, trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến hoạt động nghề cá trên biển. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của Tổng cục Thủy sản, tham mưu giải pháp chống khai thác IUU để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với Việt Nam. Trong giai đoạn 2022-2023, hai bên tiếp tục tham mưu cho hai bộ và Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Theo Tổng cục Thủy sản, nguyên nhân khiến giá thức ăn chăn nuôi thủy sản tăng cao là do nguyên liệu sản xuất thức ăn như bột cá, ngũ cốc, đậu tương, phụ gia, khô dầu chủ yếu phải nhập khẩu, chiếm 70-80%. Giá nguyên liệu tăng cao do dịch COVID-19 tác động tới logistics toàn cầu, khiến cước vận chuyển nhiều loại hàng hóa tăng mạnh. Hơn nữa, các nguyên liệu mà Việt Nam thiếu lại là thế mạnh của nước Nam Mỹ và Bắc Mỹ như Mỹ, Argentina, Brazil, châu Âu, Nga. Những khu vực này đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và căng thẳng Nga-Ukraine, khiến việc giao thương và hệ thống logistics gặp khó khăn. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, trong lần sửa đổi này, luật đất đai sẽ quy định cụ thể hơn giá tại thời điểm đấu giá, xác định giá tại thời điểm đấu giá, phải quy định điều kiện của nhà đầu tư tham gia đấu giá bằng việc đặt cọc tiền là bao nhiêu để giữ chân và bỏ cọc thì bị phạt. Việc quy định thời gian sau khi đấu giá chúng sẽ phải trả tiền đầy đủ là một tuần chứ không phải 1-3 tháng như trước đây. Theo đó, nhiều khi người ta tham gia đấu giá để tạo giá ảo, dựa vào giá ảo đó để lợi dụng khi giao dịch với những mảnh đất khác.
Bộ trưởng cũng cho biết quy định giá đấu giá đó không được coi là giá thị trường. Giá thị trường phải được xác định bằng một chuỗi giá giao dịch và xác định đưa vào giá trị trung bình trong điều kiện bình thường. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Colliers Việt Nam cho biết thị trường bất động sản chứng kiến nhiều hoạt động M&A trong thời gian gần đây và được kỳ vọng mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan nhờ tiềm năng cao. M&A bất động sản đang diễn ra ở tất cả các phân khúc nhưng đáng chú ý nhất là ở các dự án nhà ở. Đối với nhà giao dịch là các quỹ đầu tư nước ngoài, trong nước hoặc các nhà phát triển lớn, M&A là chiến lược tăng trưởng nhanh và hiệu quả để tối ưu hóa danh mục đầu tư và tăng trưởng năng lực tài chính. Trong đó, bất động sản công nghiệp được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, chiếm 35% tổng giá trị các giao dịch. Tiếp theo chương trình là chùm tin vắn đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 7, cả nước nhập khẩu 168.755 tấn phân bón, tương đương là 66,87 triệu đô la Mỹ, giá trung bình là 396,2 đô la Mỹ trên một tấn, giảm cả về lượng và kim ngạch và giá so với tháng 6 năm 2012, với mức giảm tương ứng là 27, 37,9 và 14,8%. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 1,95 triệu tấn, trị giá trên 911,06 triệu đô la Mỹ. Giá trung bình đạt 468,2 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 13,3% về kim ngạch và tăng 64,7% về giá so với 7 tháng đầu năm 2021. Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, trong hơn 2 năm trở lại đây, Thương vụ đã đưa mặt hàng dừa vào danh sách trọng điểm xúc tiến với chủ trương thúc đẩy cả chuỗi sản phẩm của ngành dừa nhằm hỗ trợ gia tăng giá trị, qua đó phần nào giúp giá dừa Việt Nam cạnh tranh hơn, hiện diện trên thị trường xuyên tại Australia. Kim ngạch xuất khẩu đã tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, quả dừa tươi Việt Nam đã hiện diện tại Australia ngay cả trong mùa đông. Theo Tổng cục Hải quan, tính chung 7 tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập khẩu là 5,4 triệu tấn, tăng 14,5% so với kỳ năm trước. Với kim ngạch là 5,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 120,1%, tương tăng 3,13 tỷ đô la Mỹ. Với mặt hàng than các loại, tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu than các loại đạt 19,55 triệu tấn, giảm 37,4% so với kỳ năm 2021, nhưng kim ngạch đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 120,5%, tương tăng 2,73 tỷ đô la Mỹ. Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD, từ ngày 29 tháng 8, nhà đầu tư sẽ giao dịch chứng khoán ngay từ chiều ngày T+2 thay vì đợi đến ngày T+3 như hiện nay. Quy chế giao dịch mới được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD ký và sẽ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 8. Nhà đầu tư có thể giao dịch mua, bán chứng khoán ngày 25 tháng 8. Ngày T+0 sẽ nhận được chứng khoán tiền trước 13 giờ ngày 29 tháng 8, ngày T+2 để có thể thực hiện ngay mua bán. Theo quy chế mới, VSD và ngân hàng sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất thanh toán chứng khoán và thanh toán có tiền cho các nhà đầu tư từ 15 giờ 30 đến 16 giờ như hiện nay, lên 11 giờ đến 11 giờ 30 ngày T+2. Trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền, thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12 giờ. Thành viên lưu ký phải đảm bảo thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng trước 13 giờ, đồng thời thông báo cho VSD về kết quả thực hiện chậm nhất 16 giờ 30 cùng ngày. Với chu kỳ mới, khách hàng có thể giao dịch chứng khoán ngay trong chiều T+2 mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như hiện nay. Theo văn bản giải trình, theo yêu cầu của HOC, tập đoàn FLC cho biết ngày 21 tháng 7, tập đoàn FLC đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Việt và tập đoàn sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến vào tháng 11. Theo đánh giá của một số chuyên gia chứng khoán với văn bản giải trình nói trên, đến tháng 12 năm nay, FLC mới có thể công bố báo cáo tài chính bán niên 2022, chậm khoảng 4 tháng so với quy định. Thời hạn ban đầu để FLC nộp báo cáo tài chính năm 2021 là ngày 31 tháng 3 năm 2022. Nếu đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 mà FLC và công ty kiểm toán An Việt vẫn chưa hoàn thành báo cáo này, cổ phiếu FLC cũng sẽ vào diện đình chỉ giao dịch. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong năm 2021, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục là kênh huy động vốn quan trọng của các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vốn chung và dài hạn cho đa dạng lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, năng lượng. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 và đầu năm 2022 xuất hiện những vấn đề mới, các rủi ro liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ, khả năng thanh toán nợ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Đối với khả năng thanh toán nợ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết trong năm 2022, khối lượng trái phiếu đáo hạn vào khoảng 144,5 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu bất động sản đáo hạn chiếm 43,2%, trái phiếu các tổ chức tín dụng đáo hạn chiếm 20,2%. Năm 2023 và năm 2024, khối lượng trái phiếu đến hạn tăng cao so với năm 2022, lần lượt là 271,4 và 329,5 nghìn tỷ đồng,
Trong đó, trái phiếu bất động sản đến hạn là 207,8 nghìn tỷ đồng, trái phiếu của các tổ chức tín dụng đến hạn là 207,5 nghìn tỷ đồng. Mặc dù vậy, Bộ Tài chính nhận định khối lượng phát hành tăng nhanh trong thời gian gần đây cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là khối lượng đáo hạn lớn tập trung vào giai đoạn 2022-2024, chủ yếu là trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản và tổ chức tín dụng. Với xu hướng kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện cho việc phục hồi và phát triển sau đại dịch, các doanh nghiệp sẽ có khả năng thanh toán đủ gốc lãi đến hạn. Tuy nhiên, trường hợp các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán đủ gốc lãi trái phiếu đến hạn. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang nghiên cứu bổ sung quy định đối với ô tô sử dụng dịch vụ ETC và chế tài xử phạt với xe không trả tiền phí. Tuy nhiên, vấn đề cần sự đồng thuận của các cơ quan liên quan như ngân hàng, chủ đầu tư dự án BOT, đơn vị thu phí. Hiện đơn vị dịch vụ ETC phải thu của chủ xe và trả tiền cho các nhà đầu tư dự án BOT mỗi ngày. Nếu chủ xe trả tiền sau, thậm chí chây ý sẽ ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn của các nhà đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định số 28 ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn năm 2022. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 với hệ số điều chỉnh mới tại quận 1, hệ số 45 đất ở mặt tiền đường Bùi Viện, giá nhà nước giai đoạn 2020 đến 2024 là 52,8 triệu đồng trên một mét vuông thì sẽ có giá thương lượng bồi thường là 211,2 đến 264 triệu đồng trên một mét vuông. Đường Đồng Khởi Nguyễn Huệ giá nhà nước là 162 triệu đồng trên một mét vuông thì sẽ có giá thương lượng bồi thường khoảng từ 648 đến 810 triệu đồng trên một mét vuông. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, chỉ sau 8 ngày triển khai quyết liệt nghị quyết số 24/2022, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt gần 72%. Tổng số hồ sơ người lao động đề nghị nhận gói hỗ trợ theo nghị quyết số 03/2021. Theo đó, tính đến 13 giờ 30 ngày 19 tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho hơn 298.000 người lao động với số tiền là gần 848 tỷ đồng.